Hạnh phúc lan xa, duyên tìm bên ta. Mời bạn đón xem Duyên đến người một nhà. Tôi là Trương Nhã Đình. Trần Thị Lan đến từ Việt Nam 13 năm trước gả đến Đài Loan, cùng chồng nỗ lực xây dựng sự nghiệp, sinh được một con trai, một con gái, có một gia đình hạnh phúc. Nhưng không ngờ số phận trớ trêu, chồng chị khi các con chưa đầy 3 tuổi bị bệnh qua đời, người mẹ Việt Nam này gánh vác kinh tế gia đình. Tuy vất vả nhưng chị không hề bỏ cuộc. Chị đã quen với việc mặc áo dài truyền thống, thước tha của Việt Nam. Chị Trần Thị Lan rất tự hào về văn hóa quê hương của mình. Năm nay đã là năm thứ 13 chị đến Đài Loan. Nói về thời kỳ mới đến Đài Loan, chị thấy vẫn như là mới đây thôi. Là cùng anh ấy làm ăn, là anh ấy bán cơm hộp đó. Cơm đùi gà, sườn heo vậy đó. Rồi thì chúng tôi bắt đầu. Rồi khi khách hàng chọn món ăn thì tôi không hiểu. Rồi họ nói với tôi là cơm đùi gà sườn heo. Nhưng tôi thì không biết nói lắm vì cô giáo Việt Nam của tôi chỉ dạy chúng tôi là gà chó mèo. Trần Thị Lan luôn nở nụ cười chào đón khách, thật khó mà tưởng tượng rằng 5-6 năm trước người chồng mà có tình cảm sâu sắc với chị vì bệnh tật mà qua đời, để lại chị một mình nuôi hai con nhỏ. Vất vả cũng là một ngày, vui vẻ thì cũng là một ngày. Lúc đầu khi chồng tôi vừa mới qua đời, tôi cũng cảm thấy buồn bã vô cùng, rất đau khổ. Vì các con vẫn còn nhỏ như vậy nè, con gái tôi lúc đó thì chồng tôi qua đời thì bé khoảng chừng 2 tuổi, chưa tới 3 tuổi. Trong biến cố xảy ra năm đó, vì có tình người ấm áp ở Đài Loan giúp cho Trần Thị Lan dũng cảm bước tiếp. Và hai đứa con nhỏ dễ thương của chị, một bé đã là học sinh lớp 5 và một bé là học sinh lớp 3. Nhằm để nuôi nấng các con, Trần Thị Lan càng nỗ lực phong phú bản thân mình. Ví dụ như chị được sự giúp đỡ của đoàn thể ủng hộ người di dân bắt đầu học về vi tính, đồng thời biết cách ứng dụng nhiều nguồn tư nguyên trên mạng. Cuộc sống của người mẹ đơn chiếc tuy vất vả nhưng chị không hề bỏ cuộc, chị dùng sự lạc quan và kiên trì cùng trưởng thành với các con.